trong một khóa học ở một trường đại học danh tiếng ấn độ các bạn đến từ các nước phát triển phương, thái, phương tây nhận xét rằng tiêu chuẩn ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ và các phương thức tổ chức ở đây khá thấp và kém so với tiêu chuẩn trung bình ở châu âu nhiều nơi sang trọng đáng lẽ phải giữ tiêu chuẩn vệ sinh rất cao ở ấn độ cũng không được tốt như mong đợi các bạn Ấn Độ có đưa ra giải thích là do người Ấn Độ tập trung vào đời sống tâm linh nên không quan trọng tiêu chuẩn vệ sinh mang tính vật chất như người châu Âu giữ vệ sinh. Họ nói nếu quá chỉnh chu về mặt vật chất, quá sạch sẽ gọn gàng chỉnh chu sẽ khó tập trung tâm linh. Điều này có đúng không? Sư sinh sư phân tích lời dạy của Đức Phật về chủ đề này giúp con được rõ chúng ta có sáu hạng căn tánh chúng sanh, ừ. mà nếu như mình có cái uh, quyết định mà mình tu ấy, có quyết định mình tu ấy, thì nó có hai hạng căn tánh mà nó ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Thứ nhất là căn tánh tham, ừ. người có căn tánh tham trội thì cái môi trường thích hợp nhất với họ đó là một cái nơi dơ bẩn không được dọn dẹp rác rến ha. À, và con đường đi của họ đó tốt nhất là một con đường trong gai không có được dọn sạch Đấy. còn cái môi trường mà để uh, hành thiền tốt cho người căn tánh sân đó là một cái môi trường phải sạch phải sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp để chi để họ không có một cơ hội nào cho tâm sân của họ trỗi dậy còn người căn tánh tham ấy, thì nơi của họ phải là một nơi không có cái gì đáng để họ ưa thích cho nên môi trường tu tập của hai căn tánh này nó khác nhau à, cho nên là mình đừng có à, gom hết vào một ừ. là mình nói đó tu ấy, là phải gọn gàng cái gì cũng phải gọn gàng tại vì ngay cả cái y anh đắp còn không gọn là anh tu làm sao gọn rồi cái, cái sân anh còn không làm gọn cái phòng cái liêu cái cốc anh còn không gọn cái chỗ ở ngay cái nhà vệ sinh anh còn không gọn thì, thì cái gì nó làm sao tu thì sinh thư nó dành cho người căn tánh xanh cái môi trường mà gọn gàng sạch sẽ ha, gọn gàng sạch sẽ nó dành cho người căn tánh sân tu ừ. còn cái người mà căn tánh tham ấy, cái chỗ thích hợp cho họ đó phải là cái chỗ không có có cái gì mà nó đáng ưa đáng mến nó trơn ấy đấy cho nên mình hiểu á, thì mình tránh rơi vào khía cạnh cực đoan cái thứ nhất cái thứ hai à, là sư biết một vài vị sư mà khi vị này um, chuyên chuyên tâm vào việc hành thiền và vị này hưởng cái lạc của việc hành thiền thì xin thưa nha vị này không có màng gì đến cái chuyện vệ sinh hết trơn mà nói nó kỳ nó cấp giá nó vô nó chỗ ơi sư gơi nó chua lắm rồi sư ơi vị này cười cười bởi vì vị này đang nói vui là đang phê đang phê trong cảnh thiền à, thì không có lý gì đến cái bề ngoài hết trơn nha đối với vị đó mà mình dành cái thời gian chăm chút bề ngoài nó phí thời gian đấy ngay cả trong thanh tịnh đạo cũng có nói đó. bình thường một vị tỳ kheo thì không có mang dép không mang dép nhưng mà khi vị này đang lấy một cái đề một thiền khi vị này nắm được ha, nắm được cái tướng cái tướng cái niêm tá của đề mục thiền rồi thì vị này đó vị này đó uh, nên đi dép để khi mà từ ở ngoài đó đi vào trong lưu cốc vị này không phải rửa chân bởi vì cái việc rửa chân nó có thể làm cho cái, cái định của vị này bị mất để và lại nhắc thêm một chuyện nữa tức là uh, để mà chuẩn bị trước khi mà hành thiền ừ. trong một vài trường hợp thì vị này có thể tắm trước có thể tắm trước bởi vì khi mà tắm rồi thay một cái y mới sạch sẽ thì cái tâm vị này sẽ trở nên thoải mái và vị này sẽ dễ nắm cái niêm tả thật nhưng mà nhưng mà có một số vị ha có một số vị nó vui như vậy nè trước khi hành thiền trước khi nắm cái niết mít tá vì này chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ thay y mới đàng hoàng ừ. ngồi nhưng mà khi vì này nắm được cái niết mít tá rồi đó tức là nắm được cái tướng 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 của đệ mục rồi đó vì này nắm không dám buông không dám buông tại vì buông nó mất buông nó mất không dám buông thành ra ba cái chuyện từ đó trở đi ha từ đó trở đi là bắt đầu là khấm ừ. nói nó kỳ tắm rửa thì nào không có màn không có màn như hết trơn hết trời đó lo nắm cái đề mục tại vì sao trong thịt tình đạo nói muốn giữ được cái ni tá đó vì đó phải trân trọng phải nắm phải coi chừng nó giống như một người mà chỉ còn duy nhất một con mắt phải cẩn thận bởi vì nếu như mà bị mất á, thì nó giống như người phụ nữ á, mà mất đứa bị xảy thai vậy đó. Bởi vì biết là cái sảy thai nó có cái nó có cái nết sảy một lần sẽ sảy những lần sau thiền cũng vậy đó mình đang có cái niết tá mà mình không trân trọng nó mình để nó mất một lần là mình sẽ mất luôn cả những lần sau cho nên là có những vị đó. bắt đầu là đã nắm được cái tướng rồi đó mọi chuyện xung quanh là dẹp hết dẹp hết nó bừa bộn Rồi nó có hôi Thì nó có này có kia Là vì này không dính dáng Không liên quan Cho nên à, Tùy trường hợp ừ, Tùy trường hợp